Vâng, rồi đâu xin mến chào toàn thể các bác nhá. Một clip ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì em xin trân trọng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các anh em, các anh, các chị, các bác, các cô, các chú có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ bên gia đình. Thì trong kỳ nghỉ lễ này thì hàng lại về đúng kỳ lễ các bác ạ. Thì trong ngày hôm nay bên nhà mình về tổng cộng là suýt soát 100 chiếc shop, tổng là 96 chiếc các nhá. Em về em nhiều về nhiều hàng quá, em phải xếp chồng cao. Bác nhìn xếp chồng 5 rồi các bác ạ. Chùng 5, còn ở ngoài cổng nữa là xếp hết vào đây. Chùng 5 nhé, suýt soát 96 chiếc. Và về thêm cả lô loa TB-BAT25, đẹp xuất sắc các bạn, màu trắng các bạn nhé. Màu trắng ngọc trinh. Đấy. Dòng loa của Mỹ các bạn nhé, TB. Mã là M10B. Em này chưa vệ sinh nên khi quay thì nó bụi bẩn này, tháo trong phòng ra này. Đấy. Tổng cái này có bao nhiêu? Mười mấy đôi thôi. 15 hay 17 đôi đấy, em nhớ rõ. Thì cái này thì em sẽ quay clip sau. Nhưng xả cho anh giá cực kỳ tốt luôn nhá. Loa TB, loa Mỹ về em xả luôn giá tốt cho anh em để cho bác biết. Nhỏ gọn, thiết kế bắt 25. Rất nhiều các bác thích dòng 25 thì nay đã về hàng. Hôm trước cứ về TB lần nào là hết lần đấy, bắt 25 hết lần đấy thì lần này về hàng thì cũng khá nhiều. Thì các bác nhanh tay nhá. Đấy. Thì quay vào lô xúc ngày hôm nay, em nhá hình một chút thì báo cáo bác. Lô xúc ngày hôm nay là lô xúc của thương hiệu của Đức nha bác nhá. Dòng bát neo, tem neo AD18 bát 50, công suất là đâu anh thì hoạt động này 600W này. Với chữ 8 ôm, giải xuống cực siêu sâu. Dòng của Đức thì xuống rất là sâu này, 28H đến 300H. Nghĩa là bình thường những dòng xúc mà thông thường ạ thì chỉ xuống đến khoảng 40-45 đã kinh khủng lắm rồi. Con này xuống được 28. Bác nhìn thấy kia không? Và có dòng leo anh nhá. Xúc 50. Dòng leo nó tất cả dòng hôm nay dưới xúc mặt 196 quả này cho anh em đi là đi sự kiện nhỏ. Sân vườn. Các bác ghép vào phòng hát. Các bác chơi gia đình. Một quả xúc này có thể chơi được không gian là từ 30, 35, 40 mét vuông các bác nhá. Còn phòng hát thì một quả này chơi không gian từ 20, 25 mét vuông một quả. Cái phòng hát thì nó sẽ khác với gia đình các bác nhá. Số lượng về cực khủng, nếu mà nói về xúc tại gọi là tại kênh YouTube hay tại thị trường Việt Nam, nếu mà hàng bãi, nếu mà về xúc bãi thì em nói thật sự đến với mình là hàng đầu nhập về xúc. Vì cái đây chỉ vòng một tháng em nhập về hai lô xúc. Liên tục các lô xúc về hết sạch hàng, từ xúc TB, từ xúc các dòng xúc như xúc kép 40, các dòng xúc của DK, các dòng xúc của PV, hết sạch hàng, về lô nào hết lô đấy. Bán giá cực tốt các anh em, thì em chưa nhân giá lô này nhưng giá siêu tốt luôn nhá. Đây, hôm qua nó về mệt quá, về hôm qua về đêm mệt quá các bạn. Mệt quá em vứt luôn ngoài này luôn, quay vào ngày các anh em. Lô xúc về trong tình trạng rất đẹp luôn bác nhá. Rất đẹp, để chưa vệ sinh cả tốt gì, bác nhìn cái hàng nó như này rồi. Rất đẹp. Vì em đây là đi đánh hàng công về, là đánh nhà hàng đi ballet về nên nó còn rất là đẹp các nhá. Có dòng bát neo. Là dòng bát thường. Đấy. Thông báo trên kênh cho anh em. Đấy, như hôm qua hôm trước em thông báo về xuất soát 100 quả súp, 96 quả tất cả. Phục vụ anh em các bác và sẽ xả trong em sẽ xả từng lô một nhá các nhá. Sẽ xả từng lô bởi vì nó hơi rối nhưng nhá hình trên kênh cho các bác. Anh em có nhu cầu săn hàng, các bạn nào đi sự kiện, các bạn nào đi phòng hát và chơi gia đình, vấn đề về súp hay vấn đề về bát 25 những dòng của Mỹ này thì nhanh tay liên hệ đơn vị Umiolo nhé. Một clip em xin phép nhá hình đã đây và sẽ hẹn các bác trong buổi trưa chiều nay em sẽ cầm clip để giới thiệu sản phẩm, giới thiệu những mã hàng. Như biết thì quê của anh em thì nhập về là nhập nguyên lô, mỗi lô về thì đây là em sẽ bán theo từng lô một. Như súp em sẽ chiều nay em sẽ quay súp neo trước nhá. Quay súp neo xả trước đầu tiên cho anh em thì mình súp thường. Súp neo thì ít hơn, súp neo em có về tổng cộng là báo cáo các bác anh em là nếu mình về súp neo là em được về được đâu đó có được hơn chục quả thôi, 15 quả thôi, còn lại toàn là súp thường. Đấy. Số lượng cực khủng luôn. Không phải đơn vị nào này nhập về nhá. Hôm trước về như các dòng súp như súp Phyto em cũng nhập về 40 chiếc rồi. Bây giờ chỉ còn khoảng 6-7 chiếc là hết lô. Thì hôm nay tiếp tục súp này. Giá cực tốt, chính vì em nhập nhiều này nên cái mức giá súp em là mức giá tốt nhất thị trường luôn cho anh em. Đấy. Và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.